vừa kết nối tiêu thụ, vừa đưa nông sản đến tay người dùng với mức giá không lợi nhuận. Đó là cách mà xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Người phân loại hàng, người kiểm tra đơn hàng, trông ai cũng bận rộn. Đó là công việc hàng ngày của biệt đội giao hàng xã Tân Lập. Tất cả vì mục đích để người dân yên tâm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Hàng ngày, biệt đội giao hàng sẽ tổng hợp từng đơn hàng qua điện thoại và giao hàng đến tay người mua với giá không lợi nhuận. Cái nhận đơn thì ở đây là những chỗ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể như là nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên đứng ra để nhận đơn rồi phân phối lại cho bà con có nhu cầu. Ở trong và vừa giải quyết được cái nhu cầu là cái người trồng được bán không được, và cái người nhu cầu cần tiêu thụ, cần mua thì không biết chỗ để mua. Thì do đó thì cái này thì được thuận lợi trong cái các bạn thì cũng rất là nhiệt tình. Ở mặt trận tổ quốc các đoàn thể thì trong cái việc này làm thì rất là nhịp nhàng, cũng đảm bảo được cái nhu cầu. Cũng nhờ có biệt đội giao hàng mà các nông sản của địa phương cũng được tiêu thụ phần nào khi mọi người đang thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Trung bình mỗi ngày, biệt đội giao hàng tiêu thụ trên 300kg nông sản các loại trên địa bàn xã. Nhà em trồng thì bầu, mướp, hú hoa, dưa leo, đu bún nữa, cũng các loại đó. Nhưng mà mùa dịch này thì bán cũng khó khăn lắm, tại vì dân thì không có được ra đường. Nhờ mấy anh cơ quan, ủy ban này nè cũng sắp xếp là nhà mấy anh tiêu thụ đưa ra giùm. Thành ra cũng đỡ lo, thấy vậy cũng mừng rồi, thấy cái giá này là cũng ổn rồi. So với dân đây cũng mừng, sợ là hàng mình càng ngày càng nhiều mà không có nguồn ra, cũng lo. Mỗi ngày em giao nhiều khi em mượn ở đây nè, mấy đoàn của công an mình đây nè, cái giao của em 50kg, còn nhiều khi em bỏ lẻ những cái chợ nhỏ mà mấy chị bán ăn thôi hả, đâu có bỏ được nữa đâu. Giờ thì em chỉ mong có đồ ra thôi, chứ cái đóng nóc hoài gì đâu có được. Nên đi ra cũng không được, đi vô cũng không được, làm sao giờ. Nói chung là dịch bệnh mà chị nghĩ đi, người gặp người, người với nhau sợ rồi, làm sao mình lại buôn bán giao tiếp được nữa, như hồi đó được nữa. Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh, các phiên chợ nghĩa tình, biệt đội giao hàng, gian hàng không đồng được hình thành để giúp người dân phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tất cả bằng trái tim tình nguyện, chung sức chung lòng, không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong sao sớm được đẩy lùi dịch bệnh.